ông coi giùm tôi đeo cái bộ nữ trang vậy nó có hợp không? Nó có cân đối với nhau không? Sao có gì thôi anh này? Thấy được rồi, ở cái nhà này có đám tang mà hồi sáng tới giờ em chỉ trưng diện hoài, không có cử chỉ gì mà thấy buồn hết trơn á. Ủa tôi làm vậy là vì ai? Tự nhiên bây giờ á, má thì má già rồi thì má chết, chứ phải má chết trẻ gì đâu mà buồn. Cái đó quy luật tự nhiên của cuộc sống mà. Bây giờ phải trưng diện, phải đẹp lên để nở mặt nở mày cho tôi, cũng nở mặt nở mày cho ông vậy. Chứ không lẽ một hồi nữa khách khứa người ta tới rồi người ta thấy cái mặt tôi hả, bí xị vậy hả? Bởi vì tôi cũng đâu có buồn gì đâu, bởi vì đó là má của bà chứ không phải má tôi đâu. Nói vậy là sao? Gì mà má tôi má ông ở đây nữa? Không phải, cái ý anh nói là anh cũng vì em. Em yêu cầu, em biểu là anh phải đem cái xác má lên đây tổ chức cái đám tang thật là lớn để cho hãnh diện, để cho em nở mặt nở mày. Thì anh cũng chịu, anh lo nội anh di chuyển cái xác. Em nghĩ đi, mấy ngày trời chứ đâu phải đơn giản đâu, về tới đây mệt lắm chứ. Khó quá thôi để xác má ở dưới luôn đi, cho xe quay lại dưới đi, để dưới rồi tôi về dưới tôi làm đám tang cho má tôi cũng được. Trời cần ơi, gì đem lên đây làm chi? Nói vậy có gì đâu mà em giận, em sơn nóng tánh quá. Ủa? Anh nói vậy thôi chứ còn anh cũng vẫn chiều theo ý em. Nói em thấy không, bây giờ cái quan trọng là làm cái đám tang thật lớn theo ý em phải không? Làm gì có một mình tôi có lợi vậy? Rồi anh nghĩ đi, anh là giám đốc nguyên một cái bệnh viện, rồi không lẽ là rồi đám tang má tôi xong rồi anh không có lời, anh không có dư hả? Thôi đi, nói quịch tuẹt ra đi. Thôi bà uống rượu quá, đặt lo cho tôi nghe mất mệt. Bà cũng miệng nói chung là cả hai đều quyền lợi như nhau thôi. Thôi đừng có nói nữa, miệng bà như cái lu à, nói ung sùm ta nghe chết luôn. Thôi được rồi, tôi vì ý bà tôi là tôi chiều theo bà, tôi bao giờ cũng vậy, bà muốn gì thì tôi chiều đó. Bà thấy không, tôi lo hết cái đám tang này, bây giờ theo ý bà làm cho nở mặt, cho hoành tráng lên, cho lớn lên để hạnh diện, để có lợi phải không? Thì rồi, vậy đi. Được rồi. Mà điện vô bệnh viện chưa? Lính lát gì mà giờ này mà chưa thấy đứa nào tới hết trơn, trời sửa soạn vậy? 30 giây là tụi nó kéo tới đây trực nhà, khỏi lo chuyện đó. Sáu ơi, coi mở cửa có khách ngoại kìa con. Trời anh ơi, anh nghe điều nói là em chạy không kịp luôn. Em biết là anh buồn lắm à, anh đừng có buồn nữa. Em biết ông này nó được cái đó, anh thương nó cái tính tình nó, lúc nào nó cũng trung thành với anh hết trơn á. Tội nghiệp lắm, lúc nào nó cũng muốn anh chết hết á. Không, 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 má anh chết cho má anh chết. Má anh chết đúng không? Không, em lộn rồi, má vợ anh. Má của chị ba? Là má ruột của vợ anh. Là má của chị ba hả chị ba? Ừ. Em buồn thôi, quá. Trời ơi, thôi. Khóc gì khóc từ ngoài cửa, khóc vô chưa đã nữa hả? Trời đất ơi, má tôi chết mà. Ừ. Rồi tính trù vợ chồng tôi chết luôn hả hay sao vậy? Chú thấy ông vợ chồng tôi có buồn gì đâu mà chú khóc vậy chi? Ủa gì? Vậy là cuối cùng có ai chết không chị? Trời đất ơi, má tôi chết. Má của chị ba chết. Dạ. Bị mời chú lại đây để chú coi chú phụ giúp bây trong giờ nhà. Bây giờ đó là giờ chú là cánh tay phải của anh mà. Dạ. Cho nên là mọi sự việc gì anh cũng muốn nhờ chú cho nó chắc ăn. Dạ. Bây giờ cái ý của vợ của anh á, dạ, là muốn làm cái đám tang này thật là hoành tráng, thật là lớn để cho thứ nhất là vợ anh hãnh diện. Dạ. Thứ hai là bà già vợ anh cũng mỉm cười nó chín suối. Đó, bây giờ chú có làm được hay không? Dạ được chứ. Cái gì mà anh ba với chị ba đã giao trách nhiệm cho em. Ừ. Em hứa em sẽ lo cho má được mỉm cười nơi chín suối. Ừ. Vậy không? Dạ. Coi như vậy là chăm sự nhờ chú. Dạ. Chứ chú cũng biết thì gia đình tan gia bối rối mà. Vợ chồng tôi bây giờ không có tính cái gì được trong đầu hết trơn á. Nè, rồi, hứa với anh đi, không được làm gì tầm bậy, phải uy tín với anh hay đàng hoàng. Dạ, em sẽ làm tưng bừng cái đám ma này. À, để cho anh chị được nở mặt nở mày. Rồi sao nữa? Để cho má được ngậm cười nơi chín suối. Rồi. Sao rồi cô Linh? Cái vụ mà đám ma của nhạc mẫu giám đốc á, mà sếp giao cho mình lên kế hoạch tổ chức đám tang á, cô Linh tới đâu rồi? Thì em cũng chuẩn bị sẵn rồi, nhưng mà đợi sếp tới đi rồi em trình bày luôn. Thì thôi giờ cô cứ trình bày tôi coi, tôi coi cái nào sai sót, cái nào tôi chỉnh sửa, lát nói sếp khỏi bị ngượng. Nói vậy chi mất công không? Rồi chút sếp tới em phải trình bày lại lần nữa hả? Có sao không? Trời ơi, à biết rồi nha. Nói cho anh nghe, xong rồi anh mượn hoa dân Phật hả? Em đâu có dạy đâu, anh hết. Trời đất ơi, vậy thôi cô tự để qua, tự thắp nhang, sếp tới cô tự cúng đi. Anh... Dạ, dạ thưa sếp. Dạ, em chào sếp. Dạ, cảm ơn sếp. Sao rồi? Cái kế hoạch đám tang của nhạc mẫu phu nhân giám đốc sao rồi? Dạ, thưa sếp là dạ, tụi em giờ cũng đã lên cái kế hoạch sẵn rồi. Bây giờ em cũng lên kế hoạch sẵn hết rồi. Cái mà... Bây giờ ai nói trước?
Dạ, dạ thưa sếp. Theo em thấy thì cô Linh đây là phụ nữ. Dạ. Vì vậy em xin có ý kiến trước ạ. Giám đốc chúng ta là một người quyền cao chức trọng. Không mấy khi mà nhạc mẫu của giám đốc từ trần. Chúng ta là những người nhân viên của bệnh viện. Chúng ta phải làm sao để tổ chức một cái đám tang cho nó thật là hoành tráng nè, thật là tưng bừng, thật náo nhiệt. Thôi, vô chủ đề, giùm tôi cái. Dạ thưa sếp. Dạ, ý em là như vậy. Bây giờ là chúng ta phải mời nguyên cái dàn ngôi sao cải lương là ăn khách nhất hiện giờ của Việt Nam chúng ta phục vụ cái đám tang này được không ạ? Tự nhiên đám ma người ta buồn gần chết luôn à, anh còn kêu hát cải lương nữa, rồi ai nghe nổi. Khoan, để tôi trình bày với sếp đã. Sếp bà, sếp hay lắm sếp. Bây giờ trong khi đó là đám ma này nào mà sếp mình là quyền cao chức trọng mà thân nhân lại không có, mình đưa cái lương đến cho nó ảm đạm, nó buồn bã mà cái lúc mà chuyển quan tài đi, họ đóng hay lắm, họ đóng cái tuồng của những cái quan tài. Thôi. Bây giờ ý kiến cô Linh đi. Ý kiến của em á là mình sẽ thuê mấy cái đội mà nhạc rap với lại mà nhảy hip hop á sếp, vì vậy nó mới sinh động, mới hoành tráng á sếp. Trời đất ơi, đám ma mà cho nhảy hip hop. Anh mà biết gì, anh lạc hậu quá đi à. Như vậy á, đám ma của mình mới tưng bừng lên, mới xôm tụ. Người chết lẫn người sống hả, đều vui vẻ chứ không có bị thảm thiết á sếp. Trời. Đúng không sếp? Đất ơi là trời. Dạ. Ý kiến của cô. Dạ. Rất hay. Dạ vậy hả sếp? Dạ. Như vậy sếp, người chết mới ngậm cười nơi chính suối. Đúng không? Dạ. Ghi vô. Nhảy hip hop ghi vô sếp. Của Tô Thùy Linh đó nha, anh ghi cho kỹ á. Rồi còn gì nữa? Em thấy có một vài nơi đó sếp, người ta còn thuê nguyên một đội ngũ mà gọi là người mẫu chân dài á sếp, đứng dàn hàng. Thôi, ở đây quá đáng rồi nha. Đám ma mà đem cái chân dài đến đây làm gì? Thời nay á, người ta chuộng cái gì? Anh trả lời đi, phải chân dài không? Chân dài, đúng không? Bây giờ á, mình thuê nguyên một đội ngũ chân dài, dàn từ trong ra ngoài, từ ngoài tuốt ngoài vô tới cổng luôn. Như vậy á, sẽ tăng cái độ hoành tráng của đám ma mình. Người ta sẽ tắt mắt, người ta chạy tới xem. Tôi hiểu. Ghi vô. Ghi ý kiến này vô. Dạ. Đám ma buồn bã ghi chân dài cho luôn. Ghi vô. Dạ. Chân dài. Dạ. Còn gì nữa không? Hay là mình cho thêm xe cứu thương đi không sếp? Thôi, vô duyên quá nghe. Người ta chết rồi chứ không phải là mới bệnh cấp cứu mà cho xe cứu thương nha không? Nữa, sao em nói gì anh cũng chẳng ngang gì anh hết. Em chưa nói hết ý bộ. Mình kêu xe cứu thương ha, dàn ngàn hai bên đường nè, hụ còi, dẹp đường để mà hộ tống lúc mà mình đi động quan đó. Cho nó náo nhiệt lên chứ gì? Dạ, đúng rồi đó sếp. Ghi vô. Dạ, ghi cái này luôn hả sếp? Ghi vô. Dạ, ghi vô. Sếp à, trước khi ghi cái này sếp cho em có ý kiến cái. Ý kiến gì? Dạ, bây giờ nếu mà mình cho xe cứu thương vậy, mình cho 4 xe mô tô chạy 4 hai bên phía trước sếp. 4 chiếc ít vậy? 20 chiếc. Dạ, rồi mình có mướn mấy cái xe hơi theo cho nó phía sau cho nó sang trọng hơn sếp. 30 chiếc xe con. 30 nữa hả sếp? Ghi vô. Giờ còn xe gì nữa không ạ? Thôi được rồi. Dạ. Rồi cô còn ý kiến gì nữa? Hay là mình có cần mời thêm vài nhóm tấu hài nữa không sếp? Tấu hài đó sếp. Sếp dễ tính quá không có được rồi. Nè, tôi nói cho Linh biết nha. Sao? Đám ma người ta là sự đưa tiễn, sự chia ly, sự khóc lóc nha. Đem hài vô đó làm gì? Cười nổi không mà đem vô đó. Bởi vậy anh hết, anh không có biết cái gì, anh phải vừa cột mà nghe Linh nói. Cái này vừa cỡ nào tôi cũng không chấp nhận hết. Làm sao đám ma mà đem tấu hài vô đây được? Nói nghe coi. Như hồi nãy anh nói vậy đó, đã đám ma người ta buồn rồi, cho nên tấu hài để làm gì? Để giúp cho người chết á cười nơi chính suối, ngậm cười nơi chính suối. Câu hồi nãy sếp nói đó đúng không? Dạ, đó, đúng rồi, vô. Nhưng mà câu nãy sếp đừng có nói, em nói cậu. Người ta nói ngậm cười nơi chính suối, có ai nói mở miệng cười nơi chính suối không? Đem tốt hại vậy hả? Thì miễn sao là cười thôi, là vui đi cho đám tang náo nhiệt lên. Nhưng mà cuối cùng là ý của sếp thôi, vậy ý sếp. Ghi vô. Trời ạ. Vậy là em được 4 ý tưởng á, Tô Thùy Linh đó nha. Dạ sếp ơi, hồi nãy giờ ý kiến của Linh không à. Em được có 4 chiếc xe mô tô. Trời ơi. Cho em ý kiến khác sếp. Ý kiến gì? Dạ thưa sếp. Theo em là gì? Ý kiến của em là gì? Bây giờ là mình cho toàn thể nhân viên của bệnh viện mặc đồ đồng phục màu đen hết, thay ca chia ca là trực 24/24 đám ma của má vợ giám đốc. Ý kiến này hay nè. Dạ hay phải không sếp? Ghi vô. Cảm ơn sếp. Sếp ơi, cho em ý kiến cái. Nhưng mà nếu mà vậy á, tất cả mọi người phải kéo nhau đi trực đám ma của nhà giám đốc hết á. Rồi ai trực bệnh viện sếp? Khỏi trực. Nghỉ 2 ngày. Vậy bệnh nhân sao sếp? Bệnh nhân á, mà người khi người ta chết á
là người ta buộc phải chết. Trời. Đâu có gì đâu thắc mắc. Còn những người mà bệnh nhẹ nhẹ đó, nói là hai ngày sau quay lại. Ghi vô. Dạ, vậy chứ được chứ. Giám đốc má, giám đốc lâu lâu mới chết một lần chứ đâu phải chết hoài. Đúng rồi. Dạ, ghi vô. Nghĩ hết tài luôn. Thôi bây giờ gì đi. Bây giờ tôi qua nhà giám đốc có công chuyện. Tôi chuẩn bị bệnh. Dạ. Hai người cứ lo xong cái này rồi qua sau. Nhưng mà cái gì? Nãy giờ là cái kế hoạch này là em thấy còn khoảng vài tỷ rồi đó. Bây giờ mình cái nguồn chi sếp cho em biết. Dạ đúng rồi đó sếp. Nãy giờ em thấy nhiều rồi, không biết là giám đốc mình có rên rỉ không á sếp à? Ủa, giám đốc làm gì tốn tiền mà rên rỉ? Giám đốc không có tốn 1.000 nào hết trơn. À, là sao sếp? Thì quỹ của bệnh viện mình. Ờ, vậy ai quản lý đó sếp? Thì đây, kế toán. À, kế toán. Em hả sếp? Chứ ai nữa? Trời ơi sếp ơi, hồi nãy giờ ý kiến trong này là của cô Linh không? Ờ. Mà em lại là người lấp cái khoảng trống của ý kiến này hả sếp? Bây giờ em có làm được không? Dạ thưa sếp, nhưng mà bây giờ cho em ý kiến là bây giờ em giải trình phiếu thu chi sao đây à? Thì em tự làm lấy. Em tự quyết định. Em có làm được hay không thì em làm. Dạ thưa sếp, em cố gắng này. Thôi bây giờ anh không nói nữa. Giờ sếp đi qua bên kia. Dạ. Nha. Dạ. Dạ sếp đi. Trời ơi, ý kiến cho cô vô. Má vợ của giám đốc mà bao nhiêu đây rồi? Mai mốt mà vợ của giám đốc nữa thì tới chừng nào hả trời? Con à, con gái. Má kỳ quá lắm. Bữa giờ con lo đám tang cho má, con mệt gần chết, để con ngủ một chút đi má. Nhưng mà má lạnh lắm, cho má xin cái mền mà con. Con à. Trời ơi, con... má chết rồi thì má để con sống với chứ. Nhưng mà sao tụi bay kỳ vậy? Sao bay cho bay liệm cho tao, bay không đốt cho tao cái mền vậy? Ủa? Ủa vậy là má sống hay chết? Má chết rồi. Ủa má chết rồi sao má không đi chầu Diêm Vương đi rồi má về đây làm chi nữa? Trời đất ơi, tao nói má đi xuống tới dưới rồi, gặp Diêm Vương rồi. Mà cái ông Diêm Vương này ông kỳ cục lắm đó con. Trời đất ơi, tao nói cái đám ma của ông nội vợ của ổng hen, đâu có mắc mới gì tới mình đâu. Vậy đó mà ông xuống lệnh các vong hồn phải đi trực cái đám ma cho ông nội vợ của ổng. Người nào mà không trực đó ha, mà ông kiểm mà không có đó nghe là chết với ổng. Ổng không có cho đi đầu thai đâu con. Mà má nói sao kỳ vậy? Ở dưới âm phủ mà còn có đám ma nữa hả? Chứ con cũng có đám ma vậy con. Mà con thấy má yếu vậy rồi má có đi trực nổi không? À mà con gái à. Dạ. Con nhớ nha con gái. Con mai cho má một cái áo đầm màu đỏ nha con. Chi vậy? Mà phải cho ngắn tới đây nè. Trời đất ơi. Đặng má đi trực đám ma cho ông nội vợ của ông Diêm Vương. Đi trực đám ma phải bận đầm màu đỏ nữa. Đồng phục. Trời đất ơi. Cái gì vậy trời, đi trực đám ma? Ủa sao cái vụ này nghe quen quen nghe. Sao giống ở trên này vậy trời? Giống như là trong bệnh viện của chồng con vậy má. Tao nói phàm sao là dưới cũng giống y vậy thôi. Mà dưới tiền đâu mà làm dữ vậy, tùm lum tà la vậy, bài vẽ quá vậy. Đó thì với tiền vàng bạc của con đốt cho má, giống như mấy người kia người ta đốt cho thân nhân của người ta vậy đó. Xuống dưới đó rồi mình phải hối lộ cho người ta đó. Rồi ổng lấy cái đồng tiền này cho nên ổng mới làm cái đám ma cho ông nội vợ của ổng rình rang vậy đó. Chưa đâu con, ổng còn bắt nè quỷ sứ nè, ma dương nè, múa hát giống như là biểu diễn thời trang ở dưới địa phủ vậy đó. Mà má ở dưới giữ gìn sức khỏe nghe. Rồi có gì rồi con kêu chồng con hỏi coi làm sao. Trời ơi, giờ sao ta? Giờ không lẽ giờ mình phải đi... Ờ đúng rồi, phải đi xuống dưới mà canh chừng mà cái đám ma. Chứ còn nếu không hả, mai mốt mà ông kiểm lợi mà không có mình đó hả, là ông bắt mình về bắt con bắt cháu mình đi nữa sao trời. Ê, không được đâu. Thôi, phải đi xuống dưới liền. Nhớ nha con, áo đầm màu đỏ nha con. Má. Trời đất ơi. Gì vậy? Cái gì ngủ trưa mà la ôm sùm nha. Sao ông nói là lính lát của ông mới lo cho cái đám ma của má tôi đàng hoàng. Mà sao để má về mà má báo mộng cho tôi nè. Má nói thiếu thốn đủ thứ hết trơn. Má lạnh ở dưới không có cái mền, không có cái áo gì cho má hết trơn là sao vậy? Ủa? Má về nói với em vậy hả? Má nói là má phải đi trực đám ma của ông nội vợ của ông Diêm Vương. Vậy à? Ừ. Bây giờ má nói là thiếu cái mền nè, thiếu áo nè. Phải đốt xuống cho má một cái áo đầm đỏ ngắn thiệt ngắn để má đi trực đám ma nữa. Trời đất ơi, ủa sao ở dưới cũng có trực đám ma rồi giống y như này vậy hả? Đốt liền cho má, làm sao đó là làm. Không có nha, má mà không đi trực đám ma cho ông nội vợ của ông Diêm Vương là lạng hoạn là má hả, là má về má réo tụi mình luôn á. Bây giờ anh hỏi em nè, má yêu cầu cái gì?
Một cái mền. Một cái mền. Quan trọng là một cái đầm màu đỏ ngắn thiệt ngắn để má mặc đi trực đám ma. Trực đám ma. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Ở trên này mình đi mấy thằng lính thì ở dưới má cũng bị đi. Như vậy là phải gấp rút gửi xuống cho bà một cái mền. Ừ. Một cái rip đỏ. Cái ngắn. Đầm ngắn phải không? Ngắn thiệt ngắn. Đầm ngắn gửi liền, đốt liền, bằng không bà bị đi chết.